Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Ngọc Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn đã đến dự chương trình gặp mặt biểu dương mẹ đỡ đầu Quảng Ngãi tiêu biểu năm 2022. Chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động trong thời điểm cả nước cùng đoàn kết, chung sức vượt qua đại dịch COVID-19, hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi do đại dịch và trẻ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xoa dịu nỗi đau, mất mát, chia sẻ khó khăn, giúp trẻ mồ côi thêm điểm tựa trong hành trình bước tiếp tương lai. Chương trình Mẹ đỡ đầu bắt đầu được thực hiện ở Quảng Ngãi từ tháng 11 năm 2021. Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho trẻ mồ côi. Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 1.510 trẻ mồ côi khó khăn trong toàn tỉnh. Hiện Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi nhận đỡ đầu cho 280 trẻ mồ côi. Các cấp hội hỗ trợ tài chính hàng tháng cho trẻ đến khi trưởng thành, hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập, sữa, quần áo và động viên tinh thần các em. Tổng số tiền vận động nuôi dưỡng đến nay khoảng 400 triệu đồng. Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình Mẹ đỡ đầu viết tiếp những ước mơ nhằm gặp mặt tri ân, biểu dương những tập thể cá nhân tiêu biểu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tổ chức và cá nhân trong việc đỡ đầu, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng để tiếp tục vận động các tổ chức cá nhân nhận đỡ đầu trẻ mồ côi.